Cà chua có rất nhiều giá trị dinh dưỡng, giàu vitamin và khoáng chất. Đặc biệt là trong trái cà chua, nó có cái thành phần chống oxy hóa rất là phong phú, nên nó sẽ rất là hiệu quả trong phòng chống ung thư nè. Đặc biệt là nó hỗ trợ tăng cường sức khỏe về răng, xương, về da. Nó hạn chế tối đa những cái tác hại cho da của cái tia cực tím. Mà cái tia cực tím nó là cái nguyên nhân gây những cái nếp nhăn cho da đó. Cho nên cà chua rất là tốt cho da nè. Cà chua nó có một cái lượng vitamin A và vitamin C rất là tuyệt vời. Nó giúp cải thiện rất là nhiều về thị lực nữa đó. Ngoài ra những bạn nữ mà chăm đắp mặt nạ đó thì cà chua là cái món mà không thể nào bỏ qua được rồi. Dùng để đắp mặt nạ thì sẽ có làn da rất là tuyệt vời luôn. Hôm nay chúng mình cùng vào bếp để chế biến một cái món ăn với cà chua, cùng ăn để cho đẹp da nào. Chào các bạn. Bữa nay mình có những cái trái cà này nè, rất là ngon luôn nè. Những trái cà này nó rất là chín đỏ luôn. Hôm nay mình sẽ làm một cái món mà mình thường xuyên làm. Nó là thường xuyên làm nhưng mà có khi nào mà mình làm thì mình sẽ hay làm cái món đó. Ăn rất là ngon luôn á. Đó là cái món nước sốt cà chua. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái món này. Cái này hả, mình có khi mình làm mà chỉ cần là ăn cơm chung với lại cái món nước sốt này thôi, nó cũng rất là ngon, không cần phải ăn thêm cái thức ăn nào khác luôn á. Bây giờ chúng ta cùng làm nha. Rồi, cà chua thì mình sẽ cắt bỏ lấy cái phần cuống của cà chua này ha. Và đương nhiên là mình cũng sẽ cắt, mình bỏ cái hộp luôn, mình không có xài cái hộp cà chua. Và cái còn lại bây giờ thì mình sẽ sắt hột lựu. Mình sắt càng nhuyễn càng tốt. Mình sắt thì rồi sau đó mình sẽ làm tiếp tục. Nè, mình sẽ sắt càng nhuyễn càng tốt luôn. Rồi, từ nãy giờ là mình cắt là được cái miếng này nữa là xong nè. Cái này là mình cắt nó cũng chỉ có hơi nhuyễn nhuyễn thôi. Chứ còn mình càng nhuyễn thì nó càng ngon nha. Rồi sau khi cắt xong mình sẽ đã được nguyên một cái tô như thế này rồi. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi sơ chế. Đi nè. Tên tên. Rồi bắt đầu. Rồi chúng ta sẽ bắt cái chảo này lên. Cho vào một ít dầu. Khoảng nhiêu đó dầu. Rồi chúng ta đợi cho dầu nó nóng lên rồi chúng ta sẽ bỏ cái phần cà lúc nãy mình đã sắt hột lựu vào. Đây, chúng ta đã chuẩn bị sẵn cái này rồi. Giờ chờ cái này nó nóng lên là chúng ta sẽ bỏ cái phần cà này vô. Rồi, bây giờ cái chảo dầu nè, mình thử như vậy là mình biết nó đã nóng lên rồi nè. Chúng ta sẽ bỏ cái cà này vào. Và chúng ta sẽ đảo đều lên. Giờ cái nào nó rất là đẹp. Rồi chúng ta trộn lại một tí xíu thì mình sẽ thấy là nó xẹp bớt rồi đó. Là chúng ta cứ trộn đều như thế này một tí xíu nữa cho nó thật là nhừ hết những cái miếng cà này ra là chúng ta ngưng được rồi đó. Rồi các bạn có thấy là bây giờ những cái phần cà của mình nè, nó đã mềm nhừ ra rồi nè. Này là tùy theo ha. Ví dụ như là mình muốn ăn mà nó có cái độ mà giòn giòn của cà thì bây giờ là mình ngưng được rồi. Còn nhà mình là có mấy bé đó mà thích cho cái cà nó mềm ra, cho nên là mình sẽ làm thêm một tí xíu nữa cho nó nhừ ra thêm. Chứ mà như vậy là đã ngưng được rồi nè. Nhưng mà mình làm thêm tí xíu nữa là mình ngưng được rồi đó. Rồi cái cà của mình như thế này thì bây giờ là nó đã hầu như là nó mềm gần hết rồi đây nè. Bây giờ mình ngưng lại và bây giờ sẽ tới cái công đoạn là mình sẽ chế biến cái phần nước nè. Rồi tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị tỏi để mà làm nước chấm.
À, đúng lý ra là có ớt nữa, nhưng mà tại vì bà nhà mình có mấy bé ăn á, bé nó không có chịu cay được của ớt, cho nên là mình sẽ làm nhiều tỏi để cho bé nó tập hơi cay cay của tỏi. Mình sẽ đập dập tỏi ra để mà lấy cái vỏ. Mình sẽ lấy cái phần vỏ tỏi ha, ra. Rồi đây là cái phần tỏi mà mình đã đập dập nè, mình sẽ cắt ra một tí xíu, cần thì mình sẽ cắt ra một miếng thôi để cho nó có cái mùi tỏi, cho nó hơi cay cay thôi. Tại vì nếu như mà tỏi nó nhỏ quá đó thì mấy bé nó ăn nó dính tỏi vô thì cay quá, sợ mấy bé chịu không nổi. À, mình sẽ xắt cho nó nhuyễn nhuyễn một tí xíu thôi, cắt bỏ mấy cái phần đầu này. Rồi với cái phần tỏi này rồi mình sẽ cho vào một ít bột ngọt. Và mình sẽ cho nước mắm vào. Rồi, cỡ nhiêu đây nước mắm. Còn nếu như mà ai mà ăn ớt á, thì mình có thể đâm ớt hoặc là cắt ớt á, xong rồi mình bỏ vô trong cái khúc này luôn. Rồi bây giờ nguyên cái chảo cà của mình lúc nãy nè, mình sẽ bỏ vào. Rồi mình sẽ trộn lên. Trời ơi, nó thơm, thơm lắm. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một cái chén nốt sốt cà. Bây giờ là mình sẽ ăn cơm nè, mình chan vào nè, hoặc là mình để mình chấm rau á. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Vậy là cái chén nước mắm sốt cà của mình đã làm xong rồi nè. Rất là thơm, rất là ngon luôn á. Bây giờ là chỉ có là chan vô cơm hoặc là chấm rau để mà ăn là ngon hết sảy. Hoặc là cái gì ta, hình như cá cá biển ha, cá nục gì đó, mình cũng không có ra, ha, cá hấp gì đó. Trời ơi, làm chung cái này là ngon lắm. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.